Xin chào tất cả các bạn, mình là Suzuki Kensuke. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với Mastery Chao 3. Map tiếp theo là Lightroot Forest. Và cái map này nó đòi là đòi hỏi điều kiện là không được sửa trụ này, không cái trụ không được bị phá hủy và không được update. Chỉ ba cái đó thôi, đơn giản. Nghe đơn giản vậy chứ cũng gặp vấn đề á. Lâu lâu quên cái là sửa hoặc là nâng cấp là xong. Nhất là mình là chuyên gia sửa trụ thì sẽ hay gặp tình trạng đó lắm. Với map này lúc đầu mình đã nghĩ đến phương pháp tối ưu là build EV2. Nhưng mà có lẽ EV2 thì cũng chưa ổn cho lắm. Tại vì cái điểm xây dựng trong map này nó chỉ cho có 800 thôi. Nếu mà build bảo vệ hết tất cả các lane để bảo vệ luôn cả cục này á thì nó hơi cực. Nó không đủ điểm để xây. Nên giờ mình sẽ chọn một phương pháp khác. Mình sẽ build qua đây. Cái mình sẽ chọn là mình sẽ build qua Drive. Nếu được thì mình sẽ kết hợp chung với kết hợp rồi nó chung với cái trụ của EV2 nữa là đẹp luôn. Mình sẽ đặt là Running Bird để cho nó hỗ trợ mình việc QE ở trên trời. Tuy là nó sẽ lăn tăn chạy đi kêu mấy cái con dưới đất đó, nhưng mà nếu mà em mà vượt qua được cái cây thì có khả năng nó sẽ tới hỗ trợ mình. Rồi mình sẽ build qua cái này. 1 2 3. Rồi sau khi build vậy xong thì mình sẽ còn dư kha khá điểm. Tại vì cái trụ này nó không cần nâng cấp nên mình không thể bỏ qua nó được. Mình phải chọn. Mình tính chọn Slam nhưng mà vừa mới nghĩ tới là Slam sẽ cần phải sửa chữa rất là nhiều. Nên mình sẽ không chọn Slam nữa. Slam có thể sẽ gây nguy hiểm cho mình. Bây giờ mình cứ build anti-e đi. Hai cái mình vẫn còn dư tới 70 điểm hả? Sao dư lắm vậy? À đúng rồi, mình sẽ cho ông đây một con ông và ngay đây thêm một con nữa. Thật là đấm được cả hai lên luôn, ngon quá, ngon hết. Lấy một cái lát để đép, tại vì mình bỏ cái này nên mình phải sử dụng con cung để đép thôi. Nó khá là nguy hiểm. À, trời ơi, tính nâng cấp đó khổ thân cái tay. Móc này là móc không được nâng cấp, chết rồi. Còn một điều quan trọng nữa, các bạn phải luôn để một con tướng mà các bạn xây tường. Đây cái tường, ví dụ con drive nào xây tường thì phải để trong cái chỗ xây dựng.
để mình chuyển qua. Nếu không sẽ rất là nguy hiểm. Ví dụ như tưởng bị hỏng nhiệm vụ nhé. Để lỡ cái cây nó gần hư á, mình đâu có được phép sửa đâu. Mình sẽ bán luôn cái cây và xây lại cây mới. Thao tác nhanh. Trời ơi, nhìn thấy cái cây hư là muốn sửa. Giờ mini mất. Đừng nghe, đừng có phá hỏng cái cây. Trời ơi, tội lỗi lắm đó. Rồi xong. Chuyển con F2 sang cây liền. Thao tác bây giờ là bán và xây lại. Cây này còn nguyên, không sao. Ô, cây này cũng còn nguyên luôn. Rồi. Trời ơi, cứ thấy tiền quá trời là muốn nâng cấp à. Phải làm sao đây? Cho nó xuống dưới địa ngục đó. Bay đó đi. Cho mình phải phụ đam bớt thôi, để cho nó phụ mấy cái bên này. Trời ơi, mini map đâu rồi? Không thấy mini map, khó chơi quá. Không biết lên nào đang bị đẩy xét tới nữa. Ở phía trên. Mình còn không biết cái lane bên kia có nhiều quái hay không nữa. Nhưng thôi, cái xe này mình giết lâu lắm nên mình phải lên đây mình giết lâu nhất. Ấy, có chuyện gì vậy? Không được rồi. Xảy ra có con bom ngay đó hả? À, chắc con chim ôm bom quá.
Ừ, bên này vẫn ngon lắm, không sao. Mà thôi tìm mà nhiều mà, mất tẹo máu. Tẹo máu cũng chịu được một lúc á. Rồi tiếp tục. Cái map mà không được nâng cấp, không được sửa chữa đồ khổ ghê. Mình xây con ong là vì con ong này lúc nào nó cũng 100% cả, nó không bao giờ hư. Còn ê, bắn cho nó bay bớt thôi. Còn xây slime đồ nó sẽ bị hỏng. Nó càng tạo nhiều thì nó càng mau hỏng. Trời ơi là trời. Con bom chạy từ bên kia qua. Khổ quá, mình không được chữa. Trời ơi, cái cây này gần hư rồi. Đừng có tông vào cái cây về tao. Cái cây bên này mới chưa? Rồi mới thôi. Trời ơi, còn cây này hư cả nữa rồi. Ôi, đời ra đứa tốt này. Máu trâu, để lo chết. Để giờ còn được nhảy hai bước nhảy này quá. Ấy, chết tôi rồi. Đứng mở bom, chờ nó đứng qua người mình luôn. Còn một con ở bên này. Để cho nó vào. Để nó về với ông bà. Xong. Sự công việc bây giờ là sửa mấy cái cây. À, trời ơi, cái cây này còn mới mà. Ok, không sao. Tiếp tục. Nói chung mình phải canh ngay đây để mình sử dụng cái máy này. Giảm thiểu bớt quái nó chạy lên. Nó thử bay bớt đi. Trời ơi. Thì nó sẽ khỏe hơn.
cái len này thì chỉ cần chờ cái này thôi, thổi cho nó bay bớt. Ê, thổi. Trời ơi, thổi bay cả mớ rồi mà còn quá trời vậy hả? Trên kia cũng bắt đầu ra bó rồi. Còn thổi được rồi không? Thế rồi. Thế rồi. Có cái bà phù thủy này để lại cả một mớ gói vào. Đây cái cây của tôi. Sửa cái cây cái này. Vòng cuối rồi, cố lên. Ấy ở dưới kia trước hả? Đi xuống bắn bớt từ tất sự qua thế giới bên kia rồi. Trời lên nào cũng đông cả, tiêu rồi. Đét bên nào trước đây. Phải sử dụng cả thân thể của mình để ra đếp. Cái gì vậy? Bay. Tiêu tôi rồi. Cây luôn là hiểu cỡ nào rồi đó.
tử rồi chứ. Chứ nãy giờ sao nó không vô người, thả một đống sao mà nó ở trên trời nè. Nói sao sao mình thả sao nhiều vậy mà không tăng chút mana nè. Để kiểm tra coi 5 sao, tốt rồi. Video tới đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Nếu có thắc mắc hay góp ý xin để lại dưới phần bình luận và đừng quên nhấn subscribe để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Bye bye!